Ở đây ăn thì cái phần nào là ngon nhất? Bây giờ là dê là mình ăn phần ba chỉ là ngon đấy nhá. Ba chỉ ngon. Mình tôi làm gì mình làm món tái chanh mặn nộm. Nhìn có vẻ hấp dẫn. Anh em thấy là mình dê giết rất khoái luôn. Đấy. Đấy. À cái này là lấy nước gì đây? Cái này là lấy nước cái nước sôi. Nước sôi. À, sôi. Quá tuyệt vời. Ngon nha. Cái gầu này ra nó ngon giòn lắm. Anh thích ăn cái phần gầu này. Ấy, loại này mới là ngon đấy anh ạ. Đây, đây. 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 Chim à? Đúng rồi, nó không phải chim. Ngon đấy. Cái dê ở đây họ ủ ấy, nên là khi mà mình ăn ấy nó không bị dai, nó có cái độ giòn, cái độ thơm của dê. Lúc đấy nó ngộ ra toàn thấy nước bên trong bụng nó chậm. Đúng không? Mình giờ này là rất khoái cái món dê. Mặn. Chua chua, ngọt ngọt, đi ăn. Một, hai, ba. Ai là tình hình như đây cũng nói là được của nó đấy nhỉ? Em ơi, từ từ không em. Có tí ấy nào. Anh giới cho em tí làm tiêu là không à? Hay đấy. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Soi TV. Hiện tại thì Hải đang có mặt tại thủ đô Hà Nội và hôm nay rất vui khi anh Hải cũng sắp xếp được công việc. Hai anh em tính đi kiếm cái món gì đó lai dai vì lâu ngày không gặp là nhớ lắm rồi. Đúng là kiểu nhớ nhau xa là nhớ mà. Anh Hải cameo là xa là nhớ. Đâu? Hải Sapa là xa là nhớ, Hải Cam Mèo là không theo cũng được. Không, ok. Nhưng mà giờ này anh vẫn khỏe chứ? Anh vẫn khỏe lắm. Thế à? Anh thử không phát nó có chuột không? Vòng này rất là căng thẳng bê bia nhiều. Anh em mình hôm nay là đi thử thức món dê Hương Sơn các bạn nhé. Đấy, mà mình thấy là ở đây họ quay dê rất là ngon luôn. Chào em, con này sắp chín chưa em? Con này là chín rồi anh ạ. Bắt đầu xẻo được chưa? Vâng ạ, thì bây giờ là được luôn. Khật luôn được rồi à? Dạ vâng. Con này khoảng bao nhiêu cân em? Con này là làm xong cái này là tầm khoảng 18 cân. 18 cân. Nhưng mà nếu mà lúc mà nó còn sống thì nó là bao nhiêu cân? Nó khoảng 32 cân. 32 cân, nó dê to đó. Đây xem ra nào. Cái này nó không giòn như kia. Giòn đấy, giòn đấy. Nó giòn theo kiểu khác. Nhưng mà ý anh là quay bao lâu này thì được? Bình thường như con thế này là em quay 1 tiếng đồng hồ. 1 tiếng đồng hồ. Thế là quay xong là mình ủ thêm bằng 50 phút nữa. Cái này là mình bán buổi chiều chắc là tốt hơn, đúng không? Buổi chiều. Cái này là mình bán cả ngày hay là vâng, như nào? Cả ngày nhá. Mình bán một ngày mình có đi bán tầm 50 con. 50 con. Chính tỏ là số lượng dê rất là nhiều đấy. Khách thế này cơ mà. Đấy. Buổi trưa tầm khoảng 2 con, còn buổi chiều tầm khoảng 3 con. Ok, bây giờ thì mang vào khật cho anh nha. Ở đây ăn cái phần nào là ngon nhất? Bây giờ là dê là mình ăn phần ba chỉ là ngon đấy nhá. Ba chỉ ngon. Phần đùi làm để mình làm món tái chanh ăn nộm. Thế còn có món anh thích cái nấm gầu, nữa. Đây là gầu. Gầu. Mỡ ngon lắm ấy. Gầu nhiều mỡ, với cả cái nấm nữa. Còn này là cái nào cũng ngon. Đúng không? Đúng rồi. Tất nhiên là cái nào okay. cũng ngon. Ok. Khênh vào đi để ra đòn đi. Em ơi cho dê vào nhé. Ngon nha. Nhìn có vẻ hấp dẫn. Anh em thấy là mình dê giết rất khoái luôn. Đấy. Khênh. Ai à? Hai. Đây là gì đây? Chả dê à? Dê cuốn mỡ chải tí cho anh đĩa luôn nhá. Dạ, ok. Ai giờ ra. Hai. Đây là bắt đầu. Hay đấy. Tráng sĩ này được đấy. Cái này là lấy này. Nước gì đây? Cái này là lấy nước cái nước sôi. Lấy nước sôi đấy nhá. À. Nó khi nào mình mà dê cái phần cùng vai này, lại thì ngấm thịt vào đấy, ủ thịt vào cái nước sôi này. Cái nước ngọt này ở trong mình hết. Nhưng mà tí nữa mình có ủ bằng cái nước này không? Có nhỉ. Ai làm mà quay chỉ độ đấy nhỉ? Mà có là cái nước bên trong rồi không? Nhưng mà em là người Hương Sơn Hà Tĩnh luôn à? Dạ vâng, em người Hương Sơn Hà Tĩnh nhá. Nếu mà được chính người Hương Sơn Hà Tĩnh làm thì còn gì bằng. Còn đấy. Anh thấy hôm nay em lựa chọn cái quán này được. Quá hay đấy. Uy tín không? Uy tín em. Lâu ngày gặp nhau thì nó phải. Ấy. Ai vậy?
nghe đồng chí này đúng Hương Sơn rồi này. Sơn. Quá tuyệt vời. Ngon nha. Thế là phần gầu thì da nó mỏng giòn lắm. À, anh thích ăn cái phần gầu này. Em làm nghề quay dê này lâu chưa? Em làm hơn 15 năm anh ấy. Hơn 15 năm. Làm truyền thống với gia đình truyền thống luôn. Gia đình truyền thống luôn. Đấy. Ngày mà bán 50 con là cũng đạt yêu cầu cũng đạt đấy chứ. Nhưng mà trình độ người ta quay là có nước như kiểu như là ấy đúng không? Thế là nước sốt theo công thức nhất thôi. Mềm à, công thức như nào chú có thể chia sẻ cho mọi người biết gì đâu. À, công thức bây giờ bên em dùng rất là nhiều loại hương vị nha, như thuốc bắc này, bó hoa rồi thảo quả, còn lá nếp, lá nếp, tỏi hành, tỏi còn hành. Gia vị bỏ vào thì em xin được dí đi mật. Rồi nhất trí nhất trí. Chung là đầu bếp 15 năm rồi rất tỉnh đòn. Mình gài tí kèo cho anh em mà nó không nói đâu lộ. Yeah. Dê mình là dê cỏ. Dê cỏ. Dê này bây giờ nhập nó phải trăm mấy cân đấy nhỉ? Dê này nhập dê tươi là 220-230 nghìn. À. Còn đây là lúc dê mốc á. Còn dê thì còn đắt hơn. Cái này là bắt đầu mình mới ủ chưa? Ủ chưa đây? Bây giờ mình ủ đấy nhỉ? Mình ủ nước. Ủ qua nước. Bây giờ hôm nay con dê này da nó mỏng ấy. Không nhiều. Ấy, loại này cũng là ngon đấy anh ạ. À, lại cho vào đấy à? Cho ra nước à? Hay đấy. Kiểm chứng. Nhưng mà chú xem kênh Sao TV của anh không? Vâng, em là fan hâm mộ của anh mà. Fan hâm mộ à? Mà thần nào mà lại chặt to thế? Đúng là kiểu fan của anh em mình. Đấy, ok đấy. Năm. Đấy. Ơi, từ, mày đưa anh cái này đây. Quả này đẹp này. Quả này đúng là uy tín luôn. Quả này mà không để cho anh mình như ai nữa. Yêu không? Bây giờ thế này. Không. Anh bảo. Đây, tay nhau. Không, anh bảo. Này. À. Mày xẻo tao cái, tự tay mày xẻo tao mỗi thằng một lửa cái. Mỗi thằng bên tiền cái đây. Em ơi. Đây. Thôi cắt đôi tao cái này thế. Ok. Ok. Đẹp. Mỗi anh em phải một bú chứ. Mỗi anh em một bú không? Bú dê. Ngon đấy. Bảo đứng ngon lắm. Ngon lắm. Thơm mà, sữa mà. Chơi đi. Thôi, mình xin phép là cũng bập luôn gọi vú dê. Ngon không? Ngon. Đây là làm bánh tanh à? Vâng, phần này là em đã cho vào dưới quay luôn. Nhưng mà phải nói là cái nhà hàng này làm ăn chất lượng á, thái miếng dê là đâu ra đấy. Phần này là em cho vào cái nhỉ? Đây để xem ở đây là có những cái lá gì đây. Lá này là nếp này. Sả đây. Mông mật à? Quế này. Hoa hồi, thảo quả. Nói chung là cũng rất nhiều các loại lá. Nhưng mà trình độ quay là có cả nước như này là... Ngon mà. Còn cái phần nào mình order đây nữa chứ không nhỉ? Anh thích ăn phần nào được không? Còn được rồi, cứ ăn dần em. Ăn dần nhá, hết để mang lên nhá. Cho được anh đĩa to vào nhá, tính thêm tiền được nhá. Ok anh. Đâu anh xem nào. Miếng này. Đây. Đây. Anh em, này là phải... Chơi làm luôn, kiểm nghiệm à. Ngon, ngon lắm. À, chia luôn. Ngon. Được. Này. Tí nữa mời cán bộ đầu bếp lên để uống nhau lon bia cho nó mát mẻ cuộc đời nhá. Ngon. Bên em tí nữa là bên em có gà đập niêu. Ha. Gà đập niêu. Hôm nay tập trung lên quân luôn. Gà đồ đập niêu luôn đi. Cho một con lên. Ở đây là mình là ngồi trên hay ngồi dưới không gian là có mấy tầng em? Có 3 tầng ạ. Có
có phòng riêng không? Cho anh phòng riêng đi để anh em tâm sự hàn huyên. Chào các chàng trai nhá. Chào anh em nhá. À, đây. Các anh chị em đi ăn dê. Hello. Đây ngồi trên. Mình một mâm dê hương sơn đủ món đã lên rồi. Mà hôm nay xin phép giới thiệu với anh em từng món một. Đây là món dê quay này. Đấy. Dê quay nhìn rất là hấp dẫn, có cả nầm luôn. Còn đây là món dê đấy. Không, cái này là dê hấp. Đấy. Còn đây là món tái dê này, nộm này. Đấy. Và món lòng đắng xào. Ui lòng đắng. Lòng đắng. Xin lỗi anh em. Lòng đắng. Đấy. Và đây là món salad này, để mình cho cái salad sốt chanh leo này. Còn đây là món sườn dê. Đấy, sườn dê. À đây là món óc dê, mình có món óc. Đấy, hay rồi. Anh nếu nhưng anh mà Hải, nếu nó ba có chấm chéo. Cho về cái. Bát được rồi. Ừ, okay. Đây thìa đây. Anh kỹ thuật cái nha. Dạ. Đấy. Uy tín không? Để xem hôm nay anh Hải lâu ngày không gặp mà xem có biết pha không. Dê không? Có chứ. Hả? Là chuyên nghiệp. Ừ. Đây là lọ A. Lọ mới. Thế là cái mẫu này có rẻ hơn hay là đắt hơn hay thế nào không em? Mẫu này là nhìn thì lọ này là nhìn nhỏ hơn nhỏ. Nhưng mà nó là 350g, nó vẫn bằng lọ kia. Lọ này đang bán là 100.000 một lọ nhá. Nếu mà các bạn muốn mua thì alo vào số 0974686389. Cho anh hỏi cái. Dạ. Cái kia thì cao hơn. Dạ. Cao hơn nhưng mà là cái chiều này nó nhỏ hơn à? Vâng, cái này nó rộng hơn nó. Nhưng mà cái này là khó làm giả hơn này. Vâng. Bởi vì là cái kia anh thấy nó cũng dễ, cứ mua lọ về là mua lọ về là có thể là à hai lớp cái này này có màng siêu có logo. À để chống ẩm. Đây có Sapa TV luôn. Đấy. Chống ẩm gì em? Vâng. À thế à. Chống giả. Hay đấy. Thế thì là bây giờ là dạ. Thơm không anh? Cái này có vẻ là chất lượng. Không bằng móng tay của anh giờ là uy tín đấy. Ngày chất lượng hơn đấy. Đấy, thấy chưa? Tiết kiệm thôi. Không. Đấy, nhiều mà. Nhiều. Ăn. Thôi. Như nhà mình làm được mà. Cay quá. À. Ok. Dằm đều ra. Dằm lấy cái... Rồi, thôi bây giờ em đề nghị trao lại quyền lực cho em đi. Dạ. Để anh làm thì anh em mình tí bia không cồn đi. Đây là bia không cồn, hôm nay là anh em mình đều phải lái xe. Dạ. Đúng không? Bên phía tập đoàn thì như các bạn biết là có sản xuất những cái bia không cồn đấy. Nên là anh em cứ yên tâm lái xe là cứ làm mấy bia và thoải mái luôn. Nhưng mà tí nữa này. Em bụng thẳng lon. Dạ. Cho một chai à đây cho một cái môi đi em để anh múc tí nước. Đây đây. Lấy luôn các bạn ở nhà pha có cái nước gì nước canh cái gì thì pha này nó càng ngon. À. Đấy. Thôi được rồi, đây. Đây em. Cho cái này cho nó to. Dạ vâng, đây rồi. Đấy. Anh đưa cái bát kia đây để em chia đều ra. Ốc dê mà mới chấm chéo thì đấy. Chấm thì đỉnh. Hết bài rồi. Hết đấy, bài. Mỗi người một bát. Anh Trung giờ này vẫn khỏe chứ? Đang hơi ho tí. Ho. Ờ, nhưng mà anh có ý kiến gì được không? Dạ, nhất trí. Cũng lâu ngày anh em không gặp nhau. Vậy anh em bọn anh cũng cảm ơn hai anh em bảo thôi hôm nay Hải có mặt Hà Nội để mai là 15 thì đấy có một cái buổi giao lưu livestream gì ở dưới này đấy. Em không, ngày 15 là mình có một buổi super livestream ở Sapa. À, tại Sapa. Lần này mình đi xuống để quay teaser cùng với cả anh em. À. Quay những cái video quảng cáo là mình sẽ có những cái phiên live như thế. Nên là vào ngày 15 tháng 4 vào lúc 15 vào lúc 11 giờ là các bạn có thể lên kênh TikTok Sapa TV có tích xanh để săn những cái deal rất là hời.
Đấy, có rất nhiều những sản phẩm như chẩm chéo này 9K và châu gác bếp 99K, cũng như là rất nhiều những cái nhãn hàng uy tín khác. Đấy. Ok. Mời anh. Ok. Nha, chúc sức khỏe. Cho mượn mấy cái cốc của đây mình đá này uống cho mát mồm. Anh em mình phải sơi luôn cho nó nóng. Đây, mời anh Trung cho cái nằm cái đi cho nó oách. Đấy. Anh Trung review thử thế nào. Chấm hát ngập thế nào. Đây. 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 Ôi, ôi. Anh ở kia nhà. Nào, mời anh em. Cho bầm. Này. Chấm trưởng trở nên hơn. Đợt này cũng nghe về cay em đợt trước em ạ. Dạ. Đúng không? Dạ. Hay là mình cho nhiều hơn? Anh cho nhiều hơn quá. Ngon cay. Đây. Ngon đấy. Cái dê ở đây họ ủ ấy, nên là khi mà mình ăn ấy nó không bị dai, nó có cái độ giòn, cái độ thơm của dê. Lúc đấy nó mổ ra toàn thấy nước mình trong bụng nó chứ. Đúng không? Ngon lắm. Đúng là dê Hà Tĩnh. Hương Sơn này. Đúng không? Hương Sơn Hà Tĩnh. Anh em mình làm thứ nhỉ? Ok. Nó rót luôn ra đây nè. Không. Ra đây nó cũng để cho khán giả của kênh Sapa TV như toàn quốc biết là bọt vẫn mịn, vẫn trắng, vẫn thơm. Mà cũng anh cũng phải giải thích với em thế này một chút này. Tức là nó vẫn là cái nước bia này. Chính vì có mỗi có một cái dây chuyền là lọc thêm bỏ hết cái cồn đi. Nhưng mà vẫn man, vẫn lúa, vẫn mạch, vẫn gạo, vẫn đủ, vẫn được. Có nghĩa là mình có dây chuyền tách cái cồn ra. Cái cồn ra, không có một tí cồn nào. Còn đủ uống em thấy vẫn thơm chứ. Rồi, nhất trí. Ăn em ơi. Thời nào. Ngon. Dạ, ngon. Mời anh em nhé. Con này mềm, nó chay gà cũng vừa. Ngon này, vừa ngon mềm. Trên nhà hàng mình cũng thỉnh thoảng cũng phải quay con dê chứ. Em quay thường thôi đó. Nhưng mà dê thì dê núi. Dê đây là dê Hương Sơn đúng không? Dạ. Nào, em muốn mê Hải cái nào. Ok. Chú giấu quá anh em không gặp. Ok. Sắp tới anh em mình sắp xếp có lịch đi đâu chơi cả. Rất nhiều các cô, các chú, anh chị là muốn anh em mình đồng hành với nhau. Anh em mình còn phải nhiều những cái việc mà để đi lại cho nên là còn... Dạ. Dê nướng mỡ chài. Ấy đúng rồi, em này tuyệt vời luôn, mang vào đây. Mời tráng sĩ thưởng thức món là dê nướng mỡ chài. Dạ. Đây em dai của anh. Cầm cái cốc lên uống cho nó. Cho tít. Đây, Hải này. Hải nhá. Dạ. Vẫn ga này. Đây. Bọt vẫn mịn nhá. Đấy. Mỗi tội là không cồn. Tức là mỗi tội là cứ uống 10 lon là thôi không có gì. Nhưng mà 11 lon thì có gì không? 11 lon đến 20 lon cũng không có gì. Ai sợ ra. Đây anh em ạ. Đấy. Vẫn bình thường mà. Vẫn go mòn, vẫn thôi. Rồi anh em mình thôi đi. Anh em mình chúc mừng chuẩn bị cho phiên live stream. Phiên live stream của ngày 10 năm này thành công tốt đẹp nhá. Rồi, cảm ơn anh. Khỏe. Hôm đấy anh chị và sắp xếp rảnh thì sang nhảy lên hô hào em. Sapa. Vâng. Ngon đấy. Cái dê nướng mỡ chài. Nó mềm mà nó ngậy. Anh em mà muốn mua bia không cồn, Camel hoặc bia Chi Ta thì cứ đến cửa hàng của bên mình. Một là ở thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Hai là ở thành phố Hà Nội anh em nhá. Anh em cứ search là Sapa TV Hà Nội, Sapa TV thành phố Hồ Chí Minh là ra luôn. Hoặc là lên nhà hàng mình. Khổ cái này không ship gửi được. Rất nhiều người muốn uống nhưng mà cái khâu gửi ship đi nó hơi đang khó. Công sức đấy cho nên là chính thức là cũng nói thật sự luôn là về cái vấn đề logistics của mình cũng đang bị bất cập. Bởi vì cái bia nó hơi nặng, không biết nó cước nó cao cho nên là đến cái người tiêu dùng người ta lại bị hưởng đến giá như thế thì nó không ổn. Dạ. Đây anh ơi, làm tí sườn nướng. Đầu bếp ơi, đầu bếp ơi, vào đây để làm tí cho nó phấn khởi cho nào, cho nó giới thiệu cho anh xem nào.
Đâu, cái món này là món gì ạ? Nói lại, đây đầu bếp. Dê nướng ấy. Nếu đã dê rồi thì anh là bên hãng bia Camel. Đúng ạ. Đấy, thì là anh cũng được chúc một đồng chí đầu bếp trong Hương Sơn. Thì bây giờ là ăn thì là cái món này em vừa nói là món quay ấy rồi là rất ngon rồi. Vâng. Đây là cái món gì đây? Đây là món sườn, em dê sườn nướng của dê. Sườn nướng. Phần này là phần làm từ con dê tơ. Dê tơ mới làm được sườn nướng nhá. Dê già cũng làm được. Ăn nó ngon. Thế đấy. Và nướng là em nướng vừa chín tới. Ngọt, okay, ngon, ngon. Ok, nhá. Công thức rồi thì đặc biệt luôn. Rồi, thế bây giờ em tên là gì? Em tên Vân. Em Vân à? Anh là anh Hải, bên tập đoàn Camel. Dạ. Thì anh cũng chúc nhà hàng hôm nay em Hải của anh đi từ Sapa xuống đây để tìm cái dê Hương Sơn nhà em đây. Tức là không phải ai em đi tìm ở những cái quán mà độc chiêu với đâu. Thế nhưng khi em Hải đã đến đây là rất là uy tín rồi. Đây thì em cũng bày ra cho anh một bữa ăn này, em Hải tiếp với anh này. Nhà hàng này địa chỉ ở đâu em? Đấy. Dạ. Địa chỉ này à? Vâng. Ok, chúc sức khỏe em Vân nhá. Vâng. Nào hai anh em mình 50% đi. Ok. Nhá. Đây là hãng bia này này. Cho anh mê em luôn đây này. Đấy. Mai bảo sếp của em là nhập ngay cái bia này về bán nhá. Vâng. Mà rất là cố đấy, thử xem nào. Ngon đấy. Đậm đà. Camel uống với thịt dê thì hết sảy luôn. Quán này là mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ đấy? Bên em nó mở cửa từ đón khách từ 9 giờ sáng. Còn bên buổi tối thì không giới hạn này. Thì khách đặt thì em phục vụ xuyên đêm luôn nhỉ? Ok, anh cảm ơn. Rồi, thank you em. Cảm ơn. Anh cảm ơn nhá. Thank you nhá. Ok. Anh em mình làm tí tiết canh nhanh nhỉ? Canh này mỗi anh em làm 3 tiết canh. Làm tí đỏ đỏ. Em ra làm tí cho nó đỏ. Ui ơi. Không có được chơi chứ. Này, anh em thấy không? Lấy lạt sâu rồi. Lấy lạt sâu. Em ăn review trước cho đấy anh Hải nhá. Hả? Đây. Ai da, tình cảnh như đây cũng phải nói là được của nó đấy nhỉ. Em ơi, từ từ không em. Có tí ấy nào. Anh giới cho em tí tiêu là không à. Thơm. Em là khoái kiểu nguyên vị. Đấy à. Ngon đây nào. Còn tiết canh dê này rất là mát luôn. Không, nó lành. Ngon. Nó lành. Nó lành. Bởi vì nó ăn toàn lá đắng mới có thứ ăn nó lành. Anh review thử nào. Là bột đỏ. Không, bột đỏ à. Lá đỏ. Có là yêu cầu. Ngon nhờ. Ngon mà đúng là em bỏ bao nhiêu công sức để tìm được cái quán này để mời bọn anh đến đây là cả một là vấn đề đấy. Dạ. Đi anh đi vòng lên bọn anh tí lạc này. Thật sự là cái quán này nó nằm khuất khuất ở phía trong ngõ thôi, nhưng mà cái chất lượng nó ngon. Lần trước thì mình cũng được một anh bạn đưa lên đây ăn rồi đấy, và bảo lần sau nhất định là có dịp thì sẽ quay chia sẻ với các bạn cũng như là mời anh em đến ăn. Là về cơ bản cái món dê Hương Sơn, cứ đúng người Hương Sơn làm nó đều auto ngon. Một chất lượng dê ngon. Làm tí lòng sách, này à? Sách nội tạng đây anh em ạ. Đấy. Mình giờ này là rất khoái cái món dê. Mát ngon. Nhưng chứ làm này vẫn khỏe chứ anh? Vẫn khỏe. Giờ này vẫn cũng bận việc bởi vì trên nhà hàng của mình bây giờ là cũng bận vào mùa bia. Dạ. Thế là cũng rất là bận. Thế còn các bạn nào mà có đi Vĩnh Phúc thì đến số 9 đường Tuệ Tĩnh, Liên Bảo có một trung tâm tiệc cưới Violet và một nhà hàng suối bia phục vụ các món ăn. Cứ lấy mật khẩu Sapa TV là ok nhá. Rồi, đấy đấy. Ủa. Nè. Mang ngộ một dễ ăn anh ạ. Chua chua, ngọt ngọt, dễ ăn. Em cho lên tương quà. Nó tối quá. Anh đã cho thằng em của anh một miếng. Em dạ. em chung của anh.
Đây, chấm với chảo cháo xoàn đấy. Nào, cầm tay. Ừ, cầm tay. Được không? Ừ. Ừ. Nhưng mà anh Hải có thấy buổi chiều mà bán bia như thế là suối bia là thêm con này chân, quay được đấy. Chân gà không, cứ thứ sáu hoặc là thường thường trước hay quay. À. Nhưng mà bây giờ nó cũng rất nhiều món ăn đa dạng rồi. À. Giờ là bà con quay, và tới mùa hè nào. Nào. Uống đi. Ăn cơm. Ok đây. Chúc sức khỏe nha. Thế cái kế hoạch mà đi các nước bên kia là đang bận quá. Dạ. Các đi các nước bên kia đang bận quá đúng không? Bây giờ đi đi nước ngoài là vợ cũng hạn chế nhiều. Ừ. Đi ra ngoài. Vâng. Đi ra nước ngoài đang bận quá. Nào, nào. Cơ bản không phải. Nói vợ không đúng. Đừng có đổi ác người ta. Mà em quá nhiều việc. Thực sự. Đừng đổi ác cho chị em. Chị em. Nhiều việc. Thế ra đời em cũng hơi bận một việc. Sắp tới em xây khách sạn. À. Nào. Cũng chia sẻ với các bạn rồi. Hôm trước thì cũng nhờ anh em bên phía công ty Swan họ giúp mình đi tìm mảnh đất. Là hôm nay là cũng tìm được rồi. Thành công rồi đi. Đấy, thành công rồi. Nên là vài ngày nữa mình về sẽ ký hợp đồng. À. Nên làm cái khách sạn để anh Trung với anh Hải lên nghỉ. Có chỗ gọi là nghỉ ngơi. Ngồi ok. Ủa. Uống bia mà không có độ mà nó cũng à, như thật đấy nhỉ. À như thật luôn anh em ạ. Anh đã nói vẫn là nước bia mà. Được. Nó là nước bia. Mà nó là sinh tố lúa mạch này. Đây mới chính thức là sinh tố lúa mạch này. À thế à. Đúng là sinh tố lúa mạch luôn. À. Bởi vì nó không có cồn gọi là sinh tố lúa mạch. Còn có cồn thì gọi là bia. À. Rồi rồi. Từ mai là anh em mình phải gọi các loại bia không cồn này là sinh tố lúa mạch. Đấy. Ngon quá anh em ạ. Đấy. Đấy anh em thấy không? Quay ngon nhỉ. Chấm cái bát chấm chéo anh em mình anh nhìn nó không đẹp quá anh em không cảm được không? Nhưng mà để vẽ nhìn nó đẹp thế nhá. Nhưng mà theo anh nhé, anh hiện cái món chấm chéo của Sapa TV ở đấy. Đấy, anh em ghen lạc đà còn phải chấm chấm chéo. Ngon, chấm chéo vậy. À bây giờ mình sẽ cho cái món hấp lên nhá. Để món này xuống đây. Ok. À. Chế nhanh. Uống đi. Thế này bên phía công ty sắp có sản phẩm gì mới nữa chưa anh? Cái ngoài bia không độ ra nước ngọt tăng lực có cái gì nữa không? Ra một cái lon. Dạ. Bia gọi là cái gì min nhỉ? Cái 250ml tức là đây là 330ml nhưng mà tới đây sẽ ra non 220ml màu bạc. Dạ. À cái lon đấy kiểu mình hay đi ấy mình uống đấy nhỏ nhỏ xinh xinh này. Tu phát hết luôn này, bú phát là xong. Nói chung cũng bà con sau cái hiệp Tết ra là cũng bắt đầu phải nghỉ ngơi rồi. Đúng rồi. Hai nữa đợt này là mọi thứ nó đều chậm lại. Chậm lại hết. Chậm chậm cái gì, gì cũng phải chậm chạp. Điều anh em cứ bảo hỏi Hải là thế tại sao hôm trước em đi mua đất ấy, anh em bảo là sao lấy tiền ở đâu mà mua đất thế, nhưng mà cũng chia sẻ thật với các bạn là toàn vay ngân hàng thôi. Đúng rồi. Đấy. Mình không có, mình phải vay ngân hàng làm sao mình có áp lực để trả nợ để cố gắng đi làm. Đấy, như anh em biết là mình ấy thức khuya dậy sớm là đi rất xa để anh chúc mừng em nhá. Vâng. Hai anh chúc mừng em. Vâng. Sẽ thành công trên tất cả mọi mặt trận. Vâng. Và hai nữa là xây một cái khách sạn thật là uy tín để thỉnh thoảng một anh lên ké hôm ngủ. Nhất trí. Cú bà con thì cái này cho nhỏ đi.
Không, nhưng mà không phải cùng một bà con. Dạ. Nhưng bởi vì là nói chung là Hải có hai cái nhà hàng. Dạ. Một cái là Sapa TV 19 đồng Hoàng Văn Thụ. Dạ vâng. Một cái là 442 dân tộc quán. Đúng dạ. Không? Ông cái lớn. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Cho nên là đang muốn là tức là khách đến đấy là có thể là ăn xong dạ. Sang có chỗ nghỉ. Dạ. Đang hoặc nghỉ xong sang có chỗ ăn. Dạ. Nên là người ta khép kín. Khép kín khép kín. Là đây 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 tức là ý của em chứ không phải là đúng không ạ? Chứ không bao giờ mà đi các khách sạn khác là hảo hình ngay nhá. Không phải. Có lúc người ta chưa đi anh. Ăn uống thì có thể là ngon rồi. Vâng. Thế nhưng mà ở một cái tiêu chí ở nó lại không tốt nên thì khách hàng lại bảo mình thế nọ thế kia em ạ. Vâng. Nên là thôi nên là hợp lý. Cái nghiệp của mình thì như thế rồi. Anh em mình làm nghề dịch vụ. Mọi người nó cứ chọn quá. Tráng sĩ ăn nó khỏe mà. Ăn không nói. Dạ. Ừ, ăn rồi. Bạn ăn. Ngon. Rồi, nó phải cái sườn nó mới làm được. Một dê nữa là tới rồi. Con dê làm món ấy, là dê khác. Mà con dê đem lên quay nó là con dê khác. Chứ không phải là một con đấy chế ra được đâu nhân nhá, bởi vì là. Đây, chỗ gì nhỉ? Dạ. Không. Đó là thế. Đang này. Anh cho em mấy đũa món khác lên. Đây này. Lấy cái đôi đũa quốc dân này nhá. Rồi, anh em nhìn này, chuẩn bị mở bát này. 1, 2, 3. Đấy. Đấy. Ngọt lắm mà này. Dê hấp tía tô. Một trong những món ăn gọi là nhất định các bạn phải nên thử khi đến tất cả các quán dê nhá. Đấy, thấy không? Đấy. Làm thêm lon bia không ấy anh nhỉ? Đấy không còn ạ. À. Không còn. Không, anh là vẫn còn tí còn. Sinh ra để uống bia mình. Chứ không sinh ra để uống nước. Thôi, sinh, anh em cứ không còn cho nó lành. Nhá. Không tin đúng không? Mai mình lái xe thì mình lại không còn. Dạ. Mai mình không lái xe mình lại có còn. À. Nhạc đi mình chơi đấy. Nhá. Không đám cưới đám mang, làm nhà bốc mà. Nhá. Nói chung là sắp tới à, mình sẽ xin công ty để cho phân phối thêm cái đao nước tăng lực. Thấy mấy cái anh em đừng có nói một cái câu nó nặng nề. Vâng. Nghe phân phối, em là đối tác, em là chiến lược, em là cái vâng. Cái người của tập đoàn. Vâng. Cho nên là bán cái gì là quyền em và tất cả vâng. Cái làm sao bên hai bên đều có lợi nhuận. Vâng. Em phải nói câu đấy anh nghe nó sao sao. Sao lạ. Nói đấy phải khách sáo nói thế cho nó quách nhá. Lại có cái áo quần chụp cháo quần ngon lạ sánh. Nếu mà làm ngon lên quả quả dạ không như Hải ạ. Dạ. À từ dán trèo nếu mà rỗi rãi thì anh em cũng ngồi như là bàn chiến lược để một số việc dạ. Có thể tiến có thể lui thôi được rồi thế thôi em. Được không? Không, phải cho tít thêm nữa. Sôi rồi đấy, chín rồi đấy. Chưa. Nó phải hơi đỏ đỏ mới ngon. Chưa đâu, loại này chưa chín đâu. Nhà nó thái hơi dày. Này là fan của Sapa TV. Ngon lắm. Ngon quá rồi. Tem luôn thì không, tí quay lại hết luôn. Ông Hải dâu với lại bà tem hết. Đã lâu lắm rồi chúng mình không được gặp nhau cho nên dạ. Nhớ phết đấy. À, hai bà đã lâu lắm rồi. Ra là như anh em biết là đang đi với nhau cứ nửa tháng là cứ chơi ôm nhau là xong rồi là nó khác ngay. Đừng lại. Vâng. Cố gắng. Hàng ngày gặp nhau sớm. Chứ là sắp tới là mình xây khách sạn ấy, mình cũng đang rất cần một đơn vị thi công thiết kế chọn gói. À, chọn gói. À, phải, như kiểu dưới phải như, là có năng lực. Như kiểu là dưới nhà. Dưới nhà làm chọn gói luôn để cho đỡ vất vả. Anh em nào mà muốn có kinh nghiệm xây dựng khách sạn,
tiêu chuẩn khoảng 4 sao thì anh em cứ liên hệ với Hải qua Zalo 0563456789. Nhà 4 sao hơi căng. Vợ chỉ cho xây khoảng 2 sao thôi. Nhưng mà mình cũng đang cố. 2 sao nào? Đẳng cấp của Hải đến nhà Sapa TV còn 9 sao. Một sao. Viết 9 sao thôi. Em vẽ 9 ngôi sao. Okay. Còn như thực tế là 4. Em định viết 4 ngôi sao là có nghĩa là hai ngôi sao hai bên. Cứ viết 9 nhưng mà thực tế là 4. Mình chú đáo tận tụy là 9 sao mà. Dạ. Đúng không? Anh em mình làm tí này cho nó nóng hổi đi. Giờ là đẹp lắm rồi đấy. Ui ngon đấy. Đây em lấy cho anh Trung. Đây Thảo đây. Ngoáy đều lên. Ui. Đấy. Thế cẩn thận kiểu mặn đấy ạ. Không mặn nào. Ăn cái của mình nó vừa ngọt nó vừa cay à. Đây, ngồi xuống ngẩng cái mặt lên. Đấy. Ngon không anh? Ngon. Nóng hổi lắm nha, không ăn. Chờ tí mà hỏng hình ấy. Không dám khô nào. Ở đây họ cho cả mướp đắng này, tía tô này, xả này. Đấy, mà cái dê ở đây sao nó mềm thế nhỉ? Không. Ngon nhỉ? Không phải là nó hấp đúng độ đấy. Hấp đúng độ đấy, mà nó cái dê đúng độ tuổi đấy. Dê non đấy không phải là mềm đâu. Dạ. Dai đấy, nhau. Dạ. Ok em. Ăn nhiều anh em, nó khỏe không? Mấy khi anh em gặp nhau ăn uống. Hôm nay tóm lại là độc chiêu về dê. Làm tí lòng đắng nhỉ? Chứ làm tí có cồn. Đúng rồi. Ai theo này đúng không? Dê ngon. Dê ngon rồi có tí cồn em ạ. Có tí cồn. Không. Em này không phải anh cũng làm tí cồn cho nó gọi là có anh có em. Thực ra là em thèm, từ nãy giờ thèm lắm. Nhưng mà anh em cố đáng. Khó cho em sinh viên. Em ơi. Mẹ dê ngon. Cho anh đây. Con gà anh đặt gà đập đâu à? Mang đây anh gái. Em lo là anh sợ canh không ăn được dê, em gọi thêm con gà. Đấy, đó là sở trường thiền game. Đã. Mà chấm cháo, ăn chấm với chấm cháo lại ăn vào nó sừng sừng như dê em ạ. Này, cồn cũng cho vào, không cồn vào nó ra cho nó chế ra, nó vẫn là nước như nhau. Được. Đúng rồi, có tí gọi là cồn mà nó khác ngay. Nó vẫn phải say. Nói chung là cái loại bia này thì rất thích hợp với những anh em nào lái xe hoặc là đi tiếp khách các thứ cần sự tỉnh táo. Còn như anh em mình thích sự phê pha thì anh này vẫn là đỉnh. Đúng rồi. Cảm kết món này, nói chung là dê nhà này làm ngon anh ạ. Ngon đâu. Thấy nhận không? Đều tay. Món nào ăn nó rất là hợp lý. Thế cũng có mãi như ông Hải ăn hôm qua tôi nhìn là ông ăn là 1678 bữa. Đấy là còn phải hơn 2000 rồi. Đấy là cái chính thống đang tăng bây giờ à, nó phải hơn 2000 đấy anh em ạ, bởi vì nó bị xóa nhiều. Cái hôm này nó không tin. Mẹ 1000 gọi là 2000 bữa gì? Mâm cơm. Một mâm nó có rất nhiều món nữa. Đấy, thế là gần 2000. Có 2.000 rồi. Nhiều đến bây giờ không? 2.000 video về ẩm thực. Video ẩm thực à. 2.000 video ẩm thực rồi. Thế là ác rồi, nhà mẹ mồm rồi, ông ấy tẩm rồi. Thôi rồi đấy. Nó? Thẩm thôi rồi đấy. Ngon là không biết ngay. Ok không? Hey! Của em bên này mà. Ôi, Trung ơi. À, chú... nhân cái... nhưng cái cốc để đưa cái này đây. Đây muốn xanh luôn. Thôi nói thế thôi nhưng mà một cây làm trà lấy non, hai cây chụm lại nó được cao, ba cây thì lại coi như là còn cao hơn nữa. Ba cây là chót vót đấy các bạn. Chót vót này là cố gắng nhá. Khỏe em. Nhưng mà em. Báo cáo anh sắp tới em xây khách sạn thì anh sẽ bố trí sắp xếp vào mấy tầng nhỉ? Cho nó oách anh em có thấy nó vui. Cái đó là
Phải bàn chia năm à? Phải bàn. Anh Hải làm một phòng. Phải làm riêng một phòng chứ, bố trí. Một, hai, ba, vô. Món gì đây em? Gà đấy à? Vâng, món gà đập niêu nhá. À, đập niêu à? Nó đập mất luôn cái niêu này à? Vâng, gà đập niêu ạ. À, thế nào? À, à. Ồ. Gà đập niêu. Gà này là em quay xong em ủ vào niêu. À. Còn đã lửa. À. Bây giờ mày bẻ cái đầu nó đi cho anh cái. Không phải... em sẽ đập niêu ra. À, đập niêu luôn à? Ờ, ok, ok. À. Một cái con gà mà đập niêu như này thì khoảng bao tiền em? Con này bên nhà em hiện tại đang bán 359.000 một niêu nhỉ? 359 à? À. Ý mức cái liều kìa. À. Hay đấy. Ủa, thơm lắm anh ạ. Ui. Nha, anh thấy khói nó thơm không? Đạt được rồi đấy. Ấy, mày đưa luôn hai anh hai cái đùi lên để cho hai con đùi luôn. À, à. Đây này mời anh Hải. Ấy, nhìn ngon. Rồi, tuyệt vời. Cắt cho thằng em anh nha. Hai anh em mình nhờ cạnh cháu gái để cầm tay kia lên. À, à, à. Cái này chấm mới chấm chéo thì nó mới đẹp. Ơi, chấm hết luôn. Anh sao đòn trước đi. Mời anh em nha. Thịt gà rất là dai. Nó rất là ngọt luôn. Gà chạy bộ đấy. Rất là ngọt. Nhưng mà nếu như mà bảo không phải là khẩu vị, nhưng mà nếu gà đen trên mình ông nội anh ăn là vẫn đẳng cấp châu Âu. Anh nói thật men luôn. Châu Âu, ví dụ gà đen. Không, ngon, thế là ví dụ. Nhờ con này có phải đặt trước đâu không em? À, con này là từ khi mà khách order là tầm 35 phút rồi sẽ có. Mấy khách mà muốn ăn thì gọi vào số điện thoại nào đặt cái loại gà mấy dê nhỉ? Vâng, gọi vào số hotline nhà hàng nhé. À, hôm nay nhà hàng. Vâng. À. 029 588 678. Đấy không? Gà này là em đưa lên và đập và cắt tay bàn của khách luôn. À, rồi rồi rồi. Sẽ gà kiểu cắt tay kiểu cắt sẽ. Được đấy. Được, ăn ngon, tuyệt vời. Ở đây có cơm gì không em? Ở đây em có cơm tám và cá kho tổ. Ôi, cho luôn. Cho bát cơm tám, cá kho tổ anh em bán cơm. Có bát chỉ giang. Ôi, bát chỉ giang. Canh chua ngao với chua cá. Không, ngon hơn. Thôi thôi, bát chỉ giang cơm ăn với cái này. Đây anh em này, đùi nó ngon lắm. Ngon, ngon. Tuyệt vời. Chào nè. Được rồi, ok. Anh Hải em chỉ bắt nạt anh Trung thôi các bạn ạ. Không bắt nạt được mình. Em mình chiều rồi đi. À chiều à? Em mình chiều rồi. À, lúc em. Mời Trung là cái quán dê Hương Sơn này. Ngoài cái món dê ra họ vẫn có những cái món như kiểu là gà này, cơm này, canh cá này. Đấy, nói chung là vẫn có rất là đầy đủ những cái món ngon. Nên là anh em mà có đến đây thưởng thức thì quá là ok luôn. Dê thì anh em mình đã khập rồi. Rồi. Tất cả các món này anh em hiểu rồi. No lắm nhưng rồi. Mà là có gì có tiểu phải có sắc. Rồi. Bia thì uống rồi. Vâng. Anh sớ cho em bát cơm. Vâng. Mỗi người làm tí cơm cho nó gọi là... Cho em tí canh chua anh ơi. Được rồi, ok. Vẫn cứ phải cơm ba bát thuốc ba thang. Cơm ba bát thuốc ba thang không? Thì nó mới ẩm thực. Ủa, canh cá đây là canh cá chua nha em nhá. Dạ. Ui, cá này ngon đấy. Đây làm tí thịt ba chỉ. Ba chỉ ra à? Đây đây. Vào đây, ớt nước mắm khắm. Em chung. Vâng. Ok, không. Này phải chơi mạnh như thế lửa bát thế nào. Ừ. Vâng. Không xem canh, ăn gì? Ăn gì đã? Ghi dày. Ghi dày à? Đây. Ok. Mỗi ông một sở thích. Dạ. Đây đây nè. Nói chung là anh em nào mà có đến cái quán này ăn là có đủ hết món luôn. Cơm rồi dê rồi đủ hết. Ngon.
Ôi giời. Đấy. Ngon. Ăn xong đây xong là em mời anh cơm với dê bây giờ thì anh mời em đi cà phê nhỉ? Ok, vào viện luôn. Cà phê anh em mình chém gió tí xem. Nào. Sau đây thì mình cũng xin phép kết thúc video. À, cảm ơn anh Hải, anh Trung đã sắp xếp thời gian để ra cơm của mình. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Bye bye cả nhà nhá. Bye bye nha. Quán của cháu Hải này là có những cái cảnh như này đấy.